bạn đang nghe chương trình Tỉnh Nguyện Hàng Ngày trên Quanh Quay Radio với những bài học từ lời Chúa qua kinh nghiệm sống hàng ngày của nhiều tác giả dựa theo tài liệu CBN Devotional Daily. Ao ước bạn sẽ được tươi mới trong hành trình theo Chúa mỗi ngày. Lễ hội Halloween gắn liền với nỗi sợ hãi và các thế lực tối tăm. Tuy nhiên, trong một phương diện nào đó thì đây cũng chính là cơ hội tốt để rao truyền ơn cứu rỗi của Chúa ra cho những ai đang lạc bước trong bóng tối và bày tỏ tình yêu thương chân thành, thánh khiết đến cho những người xung quanh. Hôm nay ngày 31 tháng 10 năm 2022, chương trình Tỉnh Nguyện Hàng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm lời Chúa với tác giả Natalia Chester qua chủ đề Mang ân điển đến với ngày Halloween. Mang theo một chiếc búa và một cuộn giấy lớn, Martin Luther tiến đến nhà thờ Castor ở Wittenberg, nước Đức. Ông lấy một vài cây đinh từ chiếc túi giấu trong chiếc áo len màu tối, sau đó bắt đầu đóng 95 luận đề của mình lên cánh cửa gỗ vững chắc của nhà thờ. Hôm đó là ngày 31 tháng 10 năm 1517, và sự kiện này đã thay đổi toàn bộ tiến trình lịch sử của nhân loại. Martin Luther không kháng nghị để chống lại ma quỷ, phù thủy hay việc trẻ em hóa trang đi xin kẹo. Ông chọn Halloween vì đó là đêm trước lễ các thánh, ngày mà hầu hết cư dân Wittenberg sẽ đến nhà thờ. Đó là thời điểm tốt nhất sẽ tiếp cận tất cả mọi người. Việc Luther làm không phải diễn ra ở một nơi mà quyền tự do ngôn luận được hiến pháp bảo vệ. Ở nơi ấy, giáo hội công giáo là cơ quan có thẩm quyền tối cao trong đất nước và những người chống lại giáo hội sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Vậy, điều gì đã thúc đẩy hành động can đảm và bất chấp rủi ro của Luther? Khi Martin Luther nghiên cứu kinh thánh, ông được mở mắt với một khái niệm mới, khái niệm về ân điển của Đức Chúa Trời. Niềm khao khát bùng cháy khi ông đọc những câu như Ephesos chương 2, câu 8, câu 9. Vì nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu, điều này không đến từ anh em mà là tặng phẩm của Đức Chúa Trời, cũng không do việc làm của anh em để không ai có thể tự hào. Giáo hội thời Martin Luther đã đánh lừa mọi người, khiến họ nghĩ rằng mình có thể được cứu nhờ công đức của bản thân, qua các cuộc hành hương xưng tội và dùng tiền mua bùa xá tội, nghĩa là mua thẻ thoát khỏi địa ngục. Martin Luther thấy rõ rằng con người không thể mua được ân điển của Đức Chúa Trời. Ân điển được ban cho cách miễn phí. Đức tin này đã thôi thúc ông viết ra 95 luận đề chống lại giáo hội công giáo và đóng đinh các luận đề này lên cửa nhà thờ tại Wittenberg. Ngày nay, nhiều cơ đốc nhân đang tranh luận khi nhắc đến Halloween. Một số người tin rằng đây là ngày lễ tôn vinh ma quỷ, trong khi những người khác xem nó đơn giản là một thú vui vô tội. Một trong những chiến thuật thành công nhất của Satan là xúi dục cơ đốc nhân tranh cãi với nhau về vấn đề giáo lý. Ngày 31 tháng 10 này, có lẽ tốt nhất chúng ta nên tập trung vào điều mà Chúa xem là quan trọng nhất, giống như Martin Luther đã làm vào cái ngày định mệnh ấy trong lịch sử. Martin Luther vô cùng quyết tâm và khao khát. Ông sẵn sàng hy sinh bằng cấp, địa vị xã hội, thậm chí cả mạng sống mình để chia sẻ tin lành về ân điển cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Những lời trong Roma chương 10 câu 14 đã động chạm đến ông một cách sâu sắc. Không có người rao giảng thì nghe cách nào? Bạn có sẵn sàng hy sinh giống như vậy để đưa mọi người thoát khỏi bóng tối và bước ra ánh sáng không? Dưới đây là một số cách để mang ân điển Chúa đến với mọi người trong dịp lễ Halloween này. Thứ nhất, hãy tổ chức một chuyến cầu nguyện xung quanh khu phố của bạn. Trước khi màn đêm buông xuống, khi các em thiếu nhi bắt đầu hóa trang để đi xin kẹo và vui chơi, hãy đi dạo quanh khu phố một mình hoặc cùng bạn bè và cầu xin Chúa bảo vệ các em khỏi những tổn hại về thể chất cũng như tinh thần từ trong nhà đến ngoài phố. Hãy cầu nguyện để những người hàng xóm trong khu phố của bạn được thoát khỏi bóng tối và bước ra ánh sáng. Thứ hai, hãy là một chứng nhân. Nếu không ai nói thì làm sao họ có thể nghe được? Halloween là một cơ hội tuyệt vời để gieo hạt giống tin lành, giống như truyền giáo tận nhà nhưng ngược lại. Những người lạc lối sẽ đến tận nhà bạn. Tôi đang nói đến những nơi mà trẻ em sẽ gõ cửa từng nhà và xin kẹo. Nếu bọn trẻ làm điều đó với bạn, thay vì đóng sầm cửa lại, thì hãy tỏ ra thân thiện. Có thể bạn không nhận ra các em dưới lớp hóa trang, nhưng ngày mai chắc chắn các em sẽ nhận ra bạn. Thứ ba, hãy tổ chức một bữa tiệc với hàng xóm. Hãy mang đến một bữa tiệc vui vẻ hoặc một điều gì đó tốt đẹp thay thế cho lễ hội Halloween và mời tất cả trẻ em cũng như người lớn trong khu phố của bạn đến dự. Bạn có thể cân nhắc tổ chức lễ kỷ niệm ngày cải chánh để tưởng nhớ hành động dũng cảm của Martin Luther.
Thứ tư, hãy góp phần vào các công tác của hội thánh. Tôi biết có nhiều hội thánh tổ chức các sự kiện thay thế cho lễ hội Halloween và cần các tình nguyện viên giúp trang trí, phát kẹo cũng như hỗ trợ công việc. Hãy tham gia vào các sự kiện của hội thánh để mang lại niềm vui lành mạnh và thánh khiết cho mọi người. Thế mời chúng ta cùng cầu nguyện. Xin Chúa tha thứ cho con vì những tranh cãi không đáng có xung quanh ngày lễ hội Halloween hàng năm. Xin giúp con có thể chiếu ánh sáng ân điển Ngài vào thế giới tăm tối lạc lối bằng một trái tim yêu thương và cảm thông dành cho tất cả mọi người. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Quý tín giả thân mến, hành động dũng cảm của Martin Luther giống như một tia chớp chiếu sáng bầu trời lúc nửa đêm. Bây giờ, đến lượt bạn thực hiện hành động cách mạng ấy. Hãy trao tặng cho mọi người món quà ân điển của Chúa trong ngày 31 tháng 10 này. Chúa yêu thương chờ tôi, Giêsu kêu con ơi lắng nghe. Đêm đen mù bao cùng phong, lôi đời con đến chỗ tối tăm. Chúa yêu thương đời tôi, đưa tôi đến nơi an bình, dìu tôi bước đi nhẹ nhàng, không lẻ loi. Biết Giêsu càng thêm, tâm hồn tôi luôn luôn thỏa vui. Phút giây tương lai đời tôi trong bàn tay Giêsu chở che. Khắc sâu trong lòng tôi niềm ao ước dâng cho Ngài, hồn thân trí năng đêm ngày truyền tình yêu Chúa mãi không thôi. Được Giêsu quý thay, tình yêu sâu sắc chờ tôi, Giêsu kêu con ơi lắng nghe. Đêm đen mù bao cùng phong, lôi đời con đến chỗ tối tăm. Chúa yêu thương đời tôi, đưa tôi đến nơi an bình, dìu tôi bước đi nhẹ nhàng, không lẻ loi. Biết Giêsu càng thêm, tâm hồn tôi luôn luôn thỏa vui. Phút giây tương lai đời tôi trong bàn tay Giêsu chở che. Khắc sâu trong lòng tôi niềm ao ước dâng cho Ngài, hồn thân chi lương đêm ngày truyền tình yêu Chúa mãi không thôi. Được Giêsu quý thay, tình yêu sâu sắc đời cùng ta. Ta sẽ nâng con đi trong cuộc đời cùng ta.
Cảm ơn Chúa vì lời Ngài vẫn luôn nhắc nhở chúng ta mỗi ngày, với ao ước giúp cho quý con cái Chúa có thời gian tĩnh nguyện chất lượng với Chúa. Chúng tôi luôn nỗ lực để xây dựng chương trình tĩnh nguyện hàng ngày tốt nhất. Rất mong nhận được những chia sẻ, đóng góp của quý vị gửi về cho chương trình. Nếu được cảm động và muốn góp phần dâng hiến, hãy liên lạc với chúng tôi qua email chia sẻ@quanquay.vn hoặc số điện thoại 0896 164 199. Ước mong qua mỗi bài học sẽ giúp chúng ta được khích lệ, kinh nghiệm Chúa nhiều hơn trong hành trình đức tin. Hãy trình dâng lên cho Chúa lời cảm tạ cũng như những nỗi lo âu trong đời sống. Tin chắc rằng Đức Chúa Trời sẽ luôn lắng nghe và dùng lời Ngài để hướng dẫn chúng ta mỗi ngày. Nguyện Chúa ban phước trên đời sống của hết thảy quý vị.